À, xin chào cả nhà. Cả nhà thấy phía trước màn hình là ai không? Đó là bé Nhi, cậu bé bán thơm mà thời gian trước mình đã đến quay cũng như là chia sẻ về cuộc sống, câu chuyện của hai mẹ con cậu bé bán thơm là bé Nhi. Thì kể từ khi mình biết Nhi thì nhiều người cũng biết đến. Sau khi xem clip thì có một cô ở bên phường mà cái trọ cũ của hai mẹ con Nhi ở thì cổ đã tận tình giúp đỡ và hôm nay là chính thức đi nộp hồ sơ cho trường và Nhi sẽ được đi học trong nay mai và học lớp 3. Nhi rất là vui các bạn, đây là hình ảnh Nhi cười cầm hồ sơ trên tay và đang đứng ở trường. Xin cảm ơn mọi người ạ. Sau đây là clip mà mình đến nhà. À, xin chào cả nhà, hôm nay mình quay trở lại nhà của cậu bé bán thơm. Hôm nay thì có một tin rất là vui là cậu bé bán thơm sắp được đi học rồi. Hello. Hôm nay có đi bán không Nhi? Chị. Ủa chị sắp sanh chưa? Sắp sanh rồi. Sắp sanh rồi hả? À, bác sĩ nói bao lâu nữa sanh? Hình như 2 tuần nữa. 2 tuần nữa hả? Đúng rồi. Dạ. Rồi thai Nhi đều khỏe hết á. Thai nó yếu, Thai chị yếu ở hả? nhà đúng rồi. Dạ. Rồi Nhi mấy hôm nay có đi bán không? Dạ có, bán cũng ra bán ế. Bán ế lắm hả? Dạ. Hôm nay bán được nhiêu trái? Bữa nay đâu có bán đâu, bữa nay Nhưng mà mấy lúc trước thì bán nhiêu trái? 50 trái. 50 trái. Bán hết không? Bán một mấy giờ mới hết. Mấy giờ? Mười mấy giờ mới hết hả? 19 giờ, 12 giờ. Có lúc tầm 10, 12 giờ chưa có hết. Trời ơi. Dạo này có ai quay nữa không? Giờ ít người lắm. Ít người lắm hả? Ừ. Cũng như nó bù qua bù lại thôi, lúc trước đắt khách bây giờ nó chực lại thôi. Ủa nghe nói là sắp tới là Nhí được đi học đúng không chị? Đúng rồi. Chị Loan ở bên phường rồi có gọi cho chị rồi đúng không? Chị Loan hôm qua có qua đây nè. À chị Loan có qua đây Đúng luôn rồi. hả? Chị Loan đem hồ sơ qua chiều nay đi vô trường nè. À, 1 giờ. có hồ sơ đây ha. Đúng rồi. Cho em mượn hồ sơ nha. Ừ. Đây hồ sơ của Nhí chiều nay là 1 giờ đi qua trường hả chị? Đúng rồi. À, chị lái ra giúp em á. Không biết trường gì nữa. À, trường gì vậy chị? Trường An Khánh. Trường An Khánh hả? Chị lái ra giúp em. À, học bạ của Nhi đây. Kim Song Hoàng Nhi. Là cái trường này là trường cũ đúng không chị? Trường cũ Đặng Thành Công. Đây thì chiều nay mình cầm này mình nộp vô trường thôi đúng không? Rồi rồi. Khá là tốt. Có giấy khai sinh này, học bạ này. Rồi nhờ sự giúp đỡ ở bên phường nữa. Thì hy vọng là nay mai sẽ nhập học. Giấy tạm vắng làm trú. À thiếu giấy đó thôi đúng không? Đúng rồi. Giấy đó thì chị lên phường làm. Chủ nhà trọ anh ta đang làm cho. À xong rồi chị xin cái giấy xác nhận đó gửi cho trường luôn ha. À. Sắp đi học rồi có thích không Nhi? Dạ. Sắp đi học rồi có thích không? Dạ, thích. Ừ. Có đầy đủ đồ chưa? Dạ rồi. À đâu? Đâu lấy chú Châu coi thử coi. Ồ, ba lô đã dữ ha. Mà sao cái ba lô nặng vậy? Đựng đựng cái gì mà nặng như vậy? Đầy luôn không? Trời ơi, đi cái này chắc khỏi lớn luôn quá. Trời ơi. Đi học là hôm nào mình học môn gì á là mình lấy ra một ít thôi, hiểu không? Đem theo luôn cô Loan đó, đem đi theo hết trơn luôn. Đem đi theo chi cho nặng. Đem đi theo bỏ vô trường á, tại ở trong à. Nhà có một một bộ nữa. Thì bỏ trong trường một bộ thì đem về ở nhà một bộ. À là bỏ ở trường. Đúng rồi. Bỏ trường một bộ, nhà một bộ. Đúng rồi. Dạ cũng được. Là đi là lần sau đi học khỏi phải đem gì hết đúng không? Dạ đúng rồi. À. Đâu giới thiệu cho chú Châu với cô chú đi. Đồ gì trong ba lô lấy ra giới thiệu đi. Rồi bảng bảng tô ha. Đây là bình nước. À cái bình nước hả? Bình nước xịn dữ ha. Bình nước giữ nhiệt. Đâu tập gì? Giới thiệu ra. À, sách thủ công. Đây là tập vở để viết. Tập vở để viết hả? Dạ.
Cái này là ai mua tặng? Cái cô ở bên gì à? Bình Dương. À, cô Bình Dương tặng hả? Đã dữ ha, nhiều đồ quá. Có giấy màu nữa kìa. Trời ơi, quá trời giấy màu này. Màu tô nè. Cái này là cái gì? À, cái gọt bút chì nè. Cái bộ máy tính luôn. À, nhí nó vô là nó học lớp mấy chị? Lớp 3 hả? À, sách lớp 3 đây. Đầy đủ sách rồi. Rồi, giấy bút, kéo, trời ơi, không có thiếu gì hết. Thiếu sách anh văn nữa. Thiếu sách anh văn nữa hả? Không à. Đắt chắc đắt mờ lắm á. Trời ơi, học vui lắm, lên đó có nhiều bạn bè mà mệt gì. Học nhiều mờ lắm chứ mờ. Thì học ít thôi, chương trình học ít mà, đâu có học nhiều đâu. Rồi có quần áo chưa, đi học chưa? Chiều nay cô Loan nói là đi vô trường mua. À, trong đó bán đồng phục á. Đúng rồi. Đồng phục chắc là quần tây áo trắng. Rồi sắp được đi học. Không biết cái trường đó nó nằm ở đâu vậy chị? Trường ở chợ Bình Khánh hả chú? Chợ Bình Khánh hả? Chợ Bình Khánh kẹo quần chỗ này đi ra gần không? Gần, 6 bên mà. Vòng xoay nào ta? Vòng xoay như là tới chùa đó. Tới chùa cái vô chợ, À rồi em biết rồi. À ngay cái chợ đấy rồi. Vậy cũng tiện. Nhưng mà Nhí là tự đi học hay sao chị? Nhí tự đi học. À, có xe đạp hả? Có xe đạp đó. Nhưng mà đi cẩn thận nha Nhí. Dạ. Đi sát bờ nha. Dạ. Ừ. Hình như là học buổi chiều hả chị? Học sáng chiều luôn. Học sáng chiều, trưa gì ăn cơm? Dạ. À, trưa gì ăn cơm? Sáng chiều. Nhưng mà sắp tới thì chị sanh rồi sao? Sắp tới thì Nhí đi học đó. Đi học rồi trưa đi. Ai nấu cơm? Chắc đó ăn cơm tiệm á. Không có cơm tiệm đâu. Chị xanh mà. Nó bị gói ăn à. À. Từ ngày chuyển qua trọ mới thấy sao chị? Cũng thấy được, ổn định chút. Ổn định chút ha. Nóng quá hả? Quá. Do tại mới hôm nay thời tiết nó thất thường á. Từ đó luôn nóng dữ lắm. À. Còn 2 con à. Dạ. Bò hả, mấy con? Nóng quá hả? Nóng quá. Mua thêm quạt không? Hay là sao? Có quạt. Hay là cây chắc học, chắc học lâu lắm đây. Nhưng mà quạt nhiều là nó sẽ nóng. Đúng rồi. Đúng chịu. À. Ủa tủ lạnh máy giặt là ai hỗ trợ đây? Ờ, cô gì nhỉ? Mẹ không biết nữa. Coi gì tặng hả nhỉ? Cô Bình. Cô Bình tặng cho tủ lạnh với máy giặt. Sướng dữ ta. Nhà chú Châu cũng không có nữa. Châu vừa hả? Ủa bếp điện từ chị có sử dụng không? Hao điện quá hả? Rồi, đúng rồi. Ủa cái đó đâu hao điện nhiêu đâu ta? Hao điện quá. Tháng này tới 100, gần 200 ký điện. Nhưng mà chị sử dụng sao? Sử dụng trước khi có cái này hay là sử dụng song song luôn? Sử dụng trước khi có cái này. Em sợ mấy cái này nó cũng kéo điện nè, nó kéo điện dữ lắm, nó hút điện dữ lắm. Cái động nó hút điện đó. Thường là tháng trước là chị tiền điện bao nhiêu? Tiền điện hả? Gần 200 ký. Gần 200 ký. 1 ký 3 ngàn. Dạ. Dạ. Nhiều đồ quá cũng vui mà nhiều đồ quá xài điện cũng cũng sợ. Cũng sợ. Cũng sợ. Rồi mai mốt là Nhí có đi bán thơm lại không? Dạ không. Sao vậy? Ờ, cho bé Nhí đi học luôn, không có bán nữa. Cho bé Nhí đi học luôn, không đi bán nữa. Dạ đúng rồi. À, em thấy cái đó cũng tốt. Ừ, như là nó đi bán vừa đi học đâu có được đâu. Đúng nó rồi. Buổi sáng buổi chiều luôn á, cho nó học cho nó biết chữ. Đã mình ngu chữ rồi, để cho nó biết. Cho nó đi học đi, cho nó bổ sung kiến thức. Sau này... đi làm giám đốc hả Nhí? Dạ. Đi làm sếp hả? Dạ. Chứ làm gì? Làm chủ tịch. Chủ tịch hả? Trời ơi, giám đốc nó không chịu, đi làm chủ tịch. Chú tịch gì? Dạ. Chủ tịch vừa thơm hả? Dạ không, có biết. Ghê ha, làm chủ tịch luôn là ước mơ cũng lớn lắm á. Hôm nay đầy đủ ha, chiếc tivi nè.
máy giặt nè, tủ lạnh nè, bếp điện nè, quạt nè, nhưng mà phòng trọ hơi nóng. Nóng chắc mấy mốt có kiếm nhà trọ khác chuyển đó. Dạ hả? Nóng, nóng thiệt. Ở phòng này được trước là mình thuê 3 triệu đúng không? 3 triệu. À, thì nói chung trong thời gian mình ở đây thì mình cứ vòng vòng tìm xem có phòng nào mát hơn không, có thì mình chuyển. 3 triệu trở lại là được rồi. Nóng thiệt luôn á, nóng mà tối ngủ không được. Cái cặp nè, cái cặp bà nó chứa cái này vô. Cái cặp bự lắm. À, trời lạnh quá. Cặp bỏ con vô giờ luôn. Ừ. À, chiều nay 1 giờ chị lên trường đúng không? Đúng rồi. Rồi có cô Loan dẫn lên hả? Dạ. Rồi có gì cho em hay với nha. Dạ. Có gì coi tình hình học tập của Nhi làm sao. Dạ. Cũng như là học phí, đồ đạc, rồi điều kiện đi học như thế nào á. Dạ. Có gì cho em biết nha. Dạ. Tại vì hồi tối chị Loan chỉ có nhắn tin cho em. Dạ. Chị báo, chị kêu Nhi được đi học rồi, mừng quá. Bên phường cũng giúp đỡ tận tình đó. Nhi là may mắn lắm luôn á. Có nhiều đứa đâu có được đi học đâu. À. Nên phải cố gắng học chứ không phải là học nửa chừng rồi bỏ nha. Là như không phải học ở Đông An đâu. Ừ. Là học phải cố gắng lên. Mẹ ơi. Mẹ. Học sách đi học nghèo. Đã ha. Sếp không có. Hồi đó chú Châu làm gì có mấy cái đồ này thì mà học. Toàn là sách cũ nè, rồi vở cũ nè, rách lên rách xuống, làm gì có cái cặp này đẹp vậy. Toàn là toàn là bỏ vô mấy cái bao bì này, sách đi nè, mưa gió là ướt hết trơn. Bây giờ có đầy đủ rồi mà không la học vậy thôi chứ. Bỏ vô cái bột cắn cái gì đó đem đi học, trời mưa ướt hết trơn. Mấy mày con ăn cơm chưa? Dạ hả, chờ cha về ăn cơm hả? Anh làm tới chiều tối mới về. Dạ. Cái này mẹ cái này cũng xị với bộ. Cái bài này cũng xị với bộ, cái đồ bơ với bộ. Rồi vậy nha, qua hỏi thăm tình hình đi học của bé Nhi cũng như là chị Sanh chưa? Khi nào Sanh thì nhắn tin em biết, em qua em chúc mừng nha. Rồi. Sinh nhật nha, sinh nhật. Rồi chào hai mẹ con nha. Rồi con em cho đại Dương luôn. Dạ. Qua thăm bé Nhí. Dạ. Cũng nhắc hết trơn. À nhắc. Đó. Nhí nhắc cái gì Nhí? Lúc này đi mất tiêu rồi. Dạ hả? Ừ. Chú Châu đi nhiều đó, nhiều hoàn đi quay nhiều hoàn cảnh mà. Đi quay à. Ở Bình Dương nè. Đâu có phải một hai hoàn cảnh đâu, đi quá trời đi. Không phải quay một người quay hoài đâu, phải quay người khác chứ. Đúng rồi. Nhiều người xem chứ. Đúng rồi. Quay một người chán. Đi học giỏi nha. Dạ. Ừ. Học phải học giỏi chứ. Học hình như châu tấu.